Lạy Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đẹp lòng Thiên Chúa. Trong tông thư Kinh Mân Côi được ban hành năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định: "Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp tin mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược của chính tin mừng. Theo nghĩa này, phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi không dừng lại ở việc ngắm nhìn và tán dương Đức Maria, nhưng là chiêm ngắm mẹ trong các mầu nhiệm của Đức Kitô và ca mừng những kỳ công Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ. Với lời chào, mừng vui lên, sứ thần làm vang vọng nơi mẹ lời các ngôn sứ đã ngỏ cùng dân Israel về sự hiện diện cận kề của Đấng Messia. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vị cứu tinh mà các ngôn sứ nói đến chính là người con mà Đức Maria sắp cưu mang và sinh hạ. Bởi thế, như sứ thần căn dặn, mẹ sẽ gọi tên con trẻ là Giêsu. Có thể nói, việc truyền tin cho Đức Maria là bước cận kề mà Thiên Chúa chuẩn bị cho việc nhập thể của con một người. Những lời sứ thần nói với Đức Maria mà khải trọn vẹn chân tín sứ mạng của ngôi lời nhập thể. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Kế đến, khi chào mẹ với tước hiệu đấng đầy ân sủng, hay gọi mẹ là người được đẹp lòng Thiên Chúa, sứ thần cũng cho Đức Maria thấy ý định yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mẹ. Trong Tân Ước, từ này chỉ xuất hiện một lần duy nhất, vì thế nói lên đặc ân độc nhất vô nhị
mà Thiên Chúa dành cho mẹ từ thuở ngàn đời. Tuy nhiên, vì ân sủng là tất cả những gì bắt nguồn từ Thiên Chúa hằng sống, nhưng còn phải nảy mầm trên trái đất chúng ta, nên Đức Maria cũng trải qua một hành trình đức tin để ngày càng đi sâu hơn trong tương quan với Thiên Chúa và sẵn lòng hơn với kế hoạch của Người. Một ân phúc khác mà mẹ được hưởng nhận là được Thiên Chúa ở cùng. Sự hiện diện thường hằng và ngay bên là điều Thiên Chúa vẫn đoan hứa với các tổ phụ, ngôn sứ khi trao phó cho các ngài một sứ mạng. Với Gia-cốp, Người khẳng định: "Này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi." Khi sai Môsê, Đức Chúa cũng phán hứa: "Ta sẽ ở với ngươi." Với Đức Maria, sự hiện diện này không những được xác định qua lời của sứ thần, mà còn được cụ thể hóa qua việc Thánh Thần ngự xuống trên mẹ và quyền năng Đấng tối cao rợp bóng trên mẹ khi mẹ cưu mang Đấng Thánh là Con Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mỗi lần đọc kinh Mân Côi, chúng con ước muốn đến với mẹ để được mẹ dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm sâu thẳm của tình yêu Người. Chúng con xin cảm ơn mẹ vì qua kinh Mân Côi, chúng con đã, đang và còn sẽ lãnh nhận vô vàn ơn thiên qua chính đôi tay của mẹ. Lạy mẹ Đấng Cứu Thế.